hùng đô kiêu ngạo. 5 giây thử thách với các câu đố dễ gây hiểu lầm. Bạn phải thật tỉnh tâm đấy. Let's go. Khởi đầu thú vị đây. Cái gì càng bóp thì càng cứng? Dụng cụ đo huyết áp. Càng lên mà càng to ra thì xưa rồi. Cái gì càng lên thì càng nhỏ lại? Con chim hay chiếc máy bay? Càng lên cao thì ta càng thấy nó nhỏ lại. Hãy thật tĩnh tâm nha. Cái gì càng chơi thì càng ra nước? Cờ vua hay cờ tướng? Càng chơi lâu thì càng có nhiều nước cờ. Quái quỷ? Cái gì càng đè nhiều thì càng to lên à? Ống bơm và quả bóng. Càng đè cần bơm hơi nhiều lần thì quả bóng càng to lên. Dễ nè. Các cô các chị càng thổi thì nó càng xẹp xuống. Lá phổi. Càng thổi nhiều không khí trong phổi thoát ra hết thì phổi xẹp lại. Còn cái này thì mấy anh mấy chú rành lắm nha. Càng kéo thì nó càng thụt ngắn lại. Điếu thuốc lá. Kéo từng hơi thì điếu thuốc sẽ thụt ngắn lại dần. Hết sức trong sáng nha anh em. Cái gì càng liếm mút thì càng ra nước nhiều? Que kem. Tự hiểu nha. Nhức đầu rồi đây. Cái gì càng kỳ cọ thì càng dơ? Cái nách. Muốn kỳ cọ cái nách thì phải giơ tay lên. Nghĩ kỹ xem nào. Cái gì càng phơi ra thì càng ẩm ướt? Cục nước đá. Khẩu vị nặng quá vậy. Cái gì càng thối thì càng thích? Tiền. Mua hàng mà được thối càng nhiều tiền thì càng thích chớ sao?